Dạ, thầy cũng giao tay vậy trời. Trời ạ, quay hai đi tới đây em, nó cũng vàng. Dạ. Rồi, dạ, dòng lại 30 ngày đồng tiếp theo đang phục vụ ở phía bên dưới cho tất cả quý vị mình. Quý vị mình nhanh tay đổi tư giúp được em ha. Dạ, sau dòng lại này, tôi xin phép là mời nghệ sĩ ưu tú Kiều Tử Long sẽ quay trở lại với phòng máy để chuẩn bị những chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, rồi, bán vé cho anh trai luôn em ơi. Dạ, dòng lại 30 ngày đồng đang phục vụ ở phía bên dưới cho tất cả quý vị mình. Anh chị gái nào mình chưa có bé, dạ, nhanh tay đổi tư giúp em sao vậy? Mộng lên ơi, có tiền cho tắt con ơi. Ok, dạ. Rồi, dạ. Bây giờ được quay cận mặt anh, nhìn đi đâu. Gặp lại 30 ngàn đồng cuối cùng ha. Dạ, sẽ không còn lại 30 ngàn đồng nữa. Nhìn đầu nó chạy ra đà. Dạ, trước khi chờ số, xin phép mời anh trai trắng vào đằng đầu. Dạ, mời anh trai nam, không được. Dạ, lại đi. Dạ, ngoài không có hát được tay nổ lớn. Chế bên là anh Phương. Đi tiền ha, bạn nhỉ ha. Bé bò nha. Trời ơi. Tất cả mọi người đều đang chờ anh Kim Tiểu Long lên để gửi cho mọi người mà con đẹp ha. Mặt nó hài lắm hai kinh. Nó lột tóc giả là còn hài nữa. Nó lạ hả? Em có thích vui lạ không? Không thích vui lạ hả? Tưởng đâu thích vui lạ thì giả luôn cho. Lên xe. Ra đây. Quỷ. Con bóng nó búa một cái hình nào đầu mẹ đi cái đầu mẹ nha. Xô gì ra. Mấy chị đi mấy chị đi mấy chị đi trong cuối là anh hỗ trợ em đi. Ủng hộ em còn đi. Thương đi. Dạ ủng hộ cho con bé nhà em đi. Anh thấy nó mập mập vậy chứ nó bị tiểu đường thời kỳ cuối rồi đó. Lấy gì trong đầu cái đời tóc giả đó anh đang bị xà trị á. Xuống gì na vé kìa. Long Long ơi. Long 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 có bán vé rồi không? Mày gì đi mày gì đi mày gì đi. Mày gì ra mày gì đi mày gì đi. Mày gì ra mày gì đi mày gì đi. Xuống gì ra. Mày gì đi mày gì đi mày gì đi. Số đầu tiên. Con số tiếp theo con 23. Đổi đi có bà. Dạ cò bà. Dạ cò bà cảm ơn em nha. Răng 52. Hợp lệ luôn. Tham gia. Hợp lệ. Số 48, 23, 52 hợp lệ. Rồi, đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Dạ rồi. Đó, ok, đủ rồi. Ok, cảm ơn em. Giao sổ lên chi hè. Rồi, cảm ơn em nha. Ở mô đó. Ở Huệ à. Chà. Trai Huệ dễ thương nha. À. Em ơi. Em trai. Ở Huệ à. Ồ, chị là trẻ Huệ. Huệ mong Huệ mơ hay mà lỡ hay mất cái bộ. Rồi, dạ quý vị ơi. À, quý vị muốn gặp ca sĩ chưa? Chưa hả? Muốn dò nữa hả? Lắc đầu, ông trúng hai dòng, đừng dòng lắc đầu. Dạ rồi. Dạ, trước khi mình dò số thì đây là một cái âm. Đáng lẽ là mình sẽ tiếp tục với dòng lại bình thường cho tất cả quý vị. Nhưng mà nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long có nói là bây giờ thôi, mình làm một cái dòng loại đặc biệt cho khán giả mình nhận cái phần quà cho nó hấp dẫn. Dạ, bây giờ sẽ là dòng loại một, dòng loại duy nhất siêu đặc biệt cho tất cả quý vị mình luôn. Dòng dạ. Loại nào mà lát nữa để cho anh hai kêu cờ. À, à dạ, dòng này là sẽ có anh hai Kim Tiểu Long sẽ hát dòng loại này cho tất cả quý vị mình luôn sau khi anh hát xong những bài hát tương đương. Dạ, dòng loại 50.000 đồng, quý vị sẽ nhận về một chiếc phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng trong buổi tối ngày hôm nay. Một dòng loại duy nhất siêu đặc biệt quý vị mình nha. Dạ, 50.000 đồng mình sẽ nhận về chiếc phiếu mua hàng. Dạ, 5 triệu đồng cho tất cả quý vị mình. Rất là hấp dẫn. Dạ thì bây giờ quý vị mình ơi, lên hay thì nhờ tiếng pháo, người hát hay thì nhờ tiếng vỗ tay của tất cả quý vị. Một chào pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt chào đón qua sự có mặt của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị cùng các bạn lời chào thân thương và trân trọng nhất. À, thật ra mà nói thì hôm nay mà ông trời mà ông để cho mình Long gặp tất cả quý vị, tất cả các anh chị cùng các em như thế này là mình trời đã phù hộ mình lắm rồi đó nha. Chứ hồi nãy là Long hát chương trình ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, Long chạy về con đường tắt á, quốc lộ 50 gì đó là coi như là Long chạy về tới Long Thành là mưa gọi là tầm tã. Rồi ở trên đây báo mưa nữa.
rồi coi như là Long cứ ngồi trên xe mà cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hoài à. Mẹ phù hộ độ trì cho con đi, chứ con cũng không có thời gian. Hôm nay hát để phục vụ cho bà con cô bác rồi. Vài bữa thì Long lại trở sang Mỹ nữa rồi, cho nên là không có thời gian mà để về nhiều để hát phục vụ bà con. Phải đi Mỹ hát tiếp nữa. Cho nên là hôm nay là trời đã độ lắm rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con ơi, vỗ tay cho ông trời cho mình hát nè. Cảm ơn trời Phật nhiều lắm. Thì bây giờ Long sẽ cố gắng, tại hôm nay là Long để lên trên Facebook á. Hôm nay không nghĩ là gặp tất cả các em YouTuber của mình quá nhiều, cho nên là các em cũng tụ về, cho nên anh Long cố gắng hát những cái bài hát mà để hát sống với băng nhạc, nhạc đánh để thì mình không có đụng bản quyền. Thường thường YouTube nhạc lên là đụng bản quyền liền là cấm tờ các em, bị các em bị mất cái kinh của mình đó, thì tới lui mệt lắm. Bây giờ giải quyết cũng mệt nữa. Bây giờ Long sẽ cố gắng hát với một cây nhạc của mình. Bài hát đầu tiên một Phật nhạc phẩm dân ca, Long sẽ hát theo điệu remix cho tất cả quý vị nghe. Bài hát đừng mang tên Trách Ai Vô Tình. Có nhóm nào lên nhảy minh họa không ta? Hey, một người ấy lên nhảy chứ đứng làm gì ở dưới nhảy như vậy? Hey, bầu mình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông lững lờ trôi, con thuyền sóng đưa xa bờ. Bầu mình